Ui trời ơi, chắc là con bạn em, nó nhờ tìm hộ cuốn sách tin học mà. Để em lên gác tìm xem có hay không, có cho nó mượn nhá. Ừ. Anh à, em đau đầu quá. Uống thuốc một cái là thiếp đi luôn. Di động thì tắt, cố định thì mãi mới nghe. Em uống thế nào, anh mang thuốc đến cho em nhá. Ôi, thôi, em uống rồi. Em cũng muốn anh đến lắm, nhưng mình không được chủ quan. Khủng long thời tiền sử của anh đi du hí, nhưng điệp viên 009 của chị gái lại ở nhà. Trừ khi anh ở ẩn trong nhà thì nó còn mất điện. Chứ anh đi bước nào nó theo bước ấy, sao đến em được. Khổ quá, không biết kiếp trước anh ăn trộm ăn cắp gì của nhà mụ ấy, mà kiếp này trả nợ lâu quá. Thế mấy giờ anh đón em đi Hải Phòng? Em đau quá, không biết em có ngồi trên ô tô mấy tiếng được không? Chịu khó 2 tiếng, ra đến biển hết đau ngay. Em không biết anh là thuốc tiên của em à? Em xem thế nào đó nhá. Em ngồi dậy thử đi lại xem có bị choáng không nhá. Nửa tiếng nữa em gọi lại được không? Ok. Em không thể tưởng tượng được anh sắp tặng em một món quà quý giá như thế nào đâu, ngoạn mục như thế nào đâu. Em mà nhìn thấy nó à, bảo đảm em sẽ hết đau đầu từ giờ đến Tết sang năm. Em đang cố gượng dậy đây. Tối nay xuống Hải Phòng, em có làm sao, anh đừng có bỏ của chạy lấy người đấy nhá. Con Loan bị cấp cứu bệnh viện Đống Đa đấy. Nó dọa sảy thai, phải nằm bất động đấy anh ạ. Chết, thế đã có ai ở trong đấy với cô ấy chưa? Chưa, chồng nó đi Sài Gòn, thế nó mới phải gọi điện cho em chứ. Thế thì em phải vào trong đó với Loan rồi. Có gì còn gọi bác sĩ, chứ đêm hôm một mình nguy hiểm lắm. Anh tốt quá. Có lẽ chốc em phải vào bệnh viện. Nếu cô ấy bị nặng, em nên ở trong đó giúp bạn đêm nay. Mai ban ngày có nhiều bác sĩ sẽ yên tâm hơn. Có cần anh đưa em đi luôn không? Vâng, anh vào thì cũng được đấy. Nhưng mà trong bệnh viện sản toàn đàn bà con gái, bất tiện lắm. Thôi, hay là anh về nhà viết bài, cuối tuần chúng mình cùng đi chơi xa. Em đau đầu quá. Đây, thuốc giảm đau của em đây. Ôi, đẹp quá. Ôi, yêu anh quá cơ. Đẹp quá. Ngoạn mục chưa? Miễn là em thích thì gan trời anh cũng mua. Anh à, hôm nay mình không gặp nhau được rồi. Em phải vào viện chăm con bạn. Biết ra anh là nhớ lắm, nhưng thôi, bạn đang gặp hạn cần mình. Anh ở nhà ngoan đấy nhá. Em sẽ có thưởng cho anh. Em yêu anh thế nhá. Ngoan đấy. Em mà phát hiện chuyện gì thì em giết. Bye bye. Hôn anh.